Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình thời sự trưa hôm nay 12 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai có những nội dung chính sau đây. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh công khai kết quả các nhóm chỉ số thành phần theo bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tháng 6. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát và đảm bảo ổn định giá cả thị trường khi tăng lương. Lào Cai triển khai các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu. Apple mở hệ thống thanh toán di động chạm cho các đối thủ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ 20, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 16 thông qua nghị quyết số 35 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Theo đó, điều chỉnh giảm vốn ngân sách tập trung của 8 dự án, tăng vốn cho 7 dự án, tổng số tiền hơn 62 tỷ đồng. Điều chỉnh giảm vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tăng thu thuế phí thu khác, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh đối với 6 dự án, tổng số tiền trên 294 tỷ đồng. Tăng và phân bổ vốn cho 18 dự án, số tiền trên 226 tỷ đồng. Giảm vốn từ nguồn thu khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường của một dự án, số tiền hơn 28 tỷ đồng. Phân bổ vốn cho 5 dự án, số tiền trên 178 tỷ đồng, cùng một số điều chỉnh khác. Đối với chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, điều chỉnh giảm vốn 1 dự án, tăng vốn bổ sung cho ngân sách cấp huyện và phân bổ vốn cho 1 dự án do cấp tỉnh làm chủ đầu tư, với tổng số tiền hơn 66 tỷ đồng. Đồng thời, điều chỉnh giảm danh mục dự án ưu tiên đầu tư đối với dự án cầu kết nối xã Nàn Xín, huyện Simacai sang Tả Thàng, huyện Mường Khương. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh công khai kết quả các nhóm chỉ số thành phần theo bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tháng 6 của tỉnh. Theo đó, căn cứ kết quả trên cổng dịch vụ công quốc gia, tại một kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ ngành địa phương, tính đến ngày 8 tháng 7, tổng số điểm tỉnh đạt 80,88 trên 100 điểm, xếp hạng 14 trên 63 tỉnh thành phố. Về xếp hạng bộ chỉ số đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tháng 6, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên tổng điểm đạt 88,11 điểm, vươn lên xếp hạng thứ 1. Địa phương bị giảm điểm sâu nhất trong tháng 6 là Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà với tổng điểm đạt 71,86 điểm, đứng vị trí cuối bảng xếp hạng. Về một số tiêu chí thành phần trong bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp của các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong tháng 6, có 12 trên 29 sở ban ngành, huyện, thị xã, thành phố đạt tỷ lệ công khai minh bạch là 100%. Có 8 trên 29 sở ban ngành, huyện, thị xã, thành phố đạt 100% về tỷ lệ mức độ hài lòng. Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai là đơn vị cấp huyện có số lượng hồ sơ cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử bản sao từ bản chính cao nhất. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1626 công nhận 138 xã phường thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2030. Theo quy định, xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế có thời hạn trong vòng 3 năm, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, đạt từ 80% tổng điểm trở lên và số điểm trong mỗi tiêu chí phải đạt từ 50% số điểm của tiêu chí đó trở lên, không bị điểm liệt. Với việc quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, hiện 148 trên 152 trạm y tế trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư xây dựng theo thiết kế định hình của Ủy ban nhân dân tỉnh. Riêng năm 2023 vừa qua, xây mới trạm y tế xã Bản Liền, Lùng Phình thuộc huyện Bắc Hà, sửa chữa 14 trạm y tế tại các huyện Bảo Thắng và Văn Bàn. Các dự án đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Để hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay theo kế hoạch, xã Quang Kim, huyện Bát Sát cần ít nhất 28 tỷ đồng để đầu tư hoàn thành nốt các tiêu chí chưa đạt hoặc gần đạt. Đây là nguồn lực rất lớn nên cùng với sự quan tâm đầu tư của nhà nước thì sự ủng hộ từ nhân dân là rất quan trọng. Hiện Quang Kim đã hoàn thành 6 tiêu chí nông thôn mới nâng cao là điện, thông tin và truyền thông, hành chính công, tiếp cận pháp luật, chất lượng môi trường sống, quốc phòng và an ninh. Trong số 13 tiêu chí chưa hoàn thành, có rất nhiều tiêu chí cần nguồn lực đầu tư lớn như thủy lợi, hạ tầng cấp nước phục vụ sản xuất. Rất là nhiều hộ dân là có ao nuôi trồng thủy sản nhưng mà không phát triển, không nhân rộng được nữa bởi vì là thiếu nước, không thể phát triển được. Không những là không phát triển nhân rộng,
Còn nhà tôi cũng năm ngoái còn bị gặp khó khăn, rất là khó khăn, bị cá chết, thiếu oxy, thiếu nước. Hiện xã Quang Kim cần đầu tư khoảng 10 phòng học chức năng, 6 nhà văn hóa cần được mở rộng diện tích và cung ứng trang bị dụng cụ thể dục thể thao. Tuyến đường liên xã Quang Kim Phìn Ngan, Quang Kim Cốc San xuống cấp cần được đầu tư cải tạo. Do đó, để hoàn thành mục tiêu này, cùng với nguồn lực đầu tư của nhà nước, Quang Kim sẽ thực hiện vận động xã hội hóa, huy động khoảng 4 tỷ đồng. Bí thư chi bộ, trưởng thôn và trưởng ban tác mặt trận, các đoàn thể phải vào cuộc vận động nhân dân. Trước hết, tinh thần đảng viên đi trước thì chắc chắn bà con sẽ thực hiện theo. Tập trung mọi nguồn lực để triển khai tổ chức thực hiện. Đối với những tiêu chí mà thuộc xã cũng như là nhân dân trên địa bàn thì Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo đến các thôn bản tuyên truyền vận động bà con nhân dân triển khai tổ chức thực hiện, đặc biệt là đối với là tiêu chí như là về môi trường rồi đường giao thông. Bằng những giải pháp cụ thể, trong đó chú trọng phát huy vai trò chủ thể, tạo sự đồng thuận ủng hộ của người dân cùng nguồn lực đầu tư của nhà nước, Quang Kim đang từng bước khắc phục khó khăn, tăng tốc để hoàn thành mục tiêu trở thành xã nông thôn mới nâng cao. Tiếp theo là thông tin về thị trường. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên thị trường các thiết bị nhà bếp đa dạng và phong phú cả về mẫu mã, giá cả, chủng loại nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Thiết bị nhà bếp được trưng bày tại các cửa hàng siêu thị điện máy trên địa bàn thành phố với số lượng nhiều, phong phú cả về chủng loại và giá tiền. Sản phẩm bếp từ được nhiều khách hàng quan tâm với đủ mẫu mã, chủng loại như TK, Electrolux, Bluestone, Bosch. Các loại bếp từ thường được trang bị khá nhiều tính năng như chế độ khóa với trẻ em, chế độ tự ngắt, chống chảo thức ăn. Giá bán bếp từ dòng tầm trung có giá từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng một chiếc. Dòng cao cấp có giá cao hơn từ 8 triệu đồng đến 18 triệu đồng một chiếc. Cùng với đó, máy hút mùi nhà bếp được các cửa hàng, đại lý bán ra với giá từ 5 triệu đến 12 triệu đồng một chiếc, tùy thuộc vào thương hiệu, tính năng và tiện ích. Thời điểm này, các sản phẩm đồ dùng nhà bếp tương đối ổn định, không có sự biến động về giá. Để kích cầu tiêu dùng, nhiều cửa hàng, đại lý còn khuyến mại công lắp đặt, bảo dưỡng hoặc tặng kèm sản phẩm. Cục Quản lý Thị trường tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và đảm bảo ổn định giá cả thị trường. Theo đó, các đội quản lý thị trường trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra về thực hiện niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận trong thương mại, đưa tin thất thiệt, gây tâm lý hoang mang trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá gây bất ổn thị trường. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, tuyên truyền các quy định có liên quan về việc niêm yết giá và bán hàng đúng giá niêm yết, không lợi dụng tình hình để định giá bán hàng hóa bất hợp lý, nhất là các hàng hóa thiết yếu, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ổn định giá cả thị trường. Hết quý 2 năm 2024, doanh thu từ sản xuất của công ty cổ phần đồng Tà Phời đạt gần 639 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 178 tỷ đồng. Theo đó, thu nhập người lao động bình quân trên 13 triệu đồng một người một tháng, công ty đã thực hiện bóc 2,3 triệu mét khối đất đá, đạt trên 50% kế hoạch. Khai thác lượng quặng nguyên khai phục vụ chế biến được 18.000 tấn tinh quặng đồng, đạt 55% kế hoạch năm. Với việc duy trì sản xuất liên tục, sản lượng và chất lượng tinh quặng đồng này đáp ứng đủ theo hợp đồng tiêu thụ giữa đơn vị với chi nhánh luyện đồng Lào Cai Vimeco. Duy trì sản xuất ổn định, đơn vị đảm bảo việc làm và thực hiện đầy đủ chế độ quyền lợi cho người lao động. Hiện nay, tại một số tỉnh đã ghi nhận ca mắc bệnh bạch hầu, trong đó một bệnh nhân ở Nghệ An đã tử vong. Tại Lào Cai, mặc dù chưa ghi nhận có ca mắc bệnh bạch hầu, song trước diễn biến tình hình dịch bệnh, tinh thần chủ động phòng chống dịch đã được ngành y tế và nhiều người dân nêu cao nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Qua theo dõi thông tin, biết bệnh bạch hầu đang xuất hiện ở một số tỉnh, chị Quyên đã đưa cả gia đình đi tiêm vaccine phòng bệnh. Dịch này rất là diễn biến phức tạp và nguy hiểm cao. Trước tình hình đấy thì tôi phòng tránh bằng cách là cả gia đình đi tiêm. Phòng bệnh là tốt nhất. Thấy nhiều người chia sẻ về ca mắc, ca tử vong do bệnh bạch hầu, chị Nông Thanh Huyền cũng khá lo lắng. Tuy nhiên khi đến phòng tiêm chủng, được tuyên truyền hướng dẫn, chị Huyền cũng phần nào vơi bớt nỗi lo và thực hiện theo khuyến cáo.
thấy có thông tin có vaccine để phòng bạch hầu thì em đưa gia đình đi tiêm phòng để tránh những về sau này nếu như ví dụ như mình có mắc bệnh mà mình mà có vaccine trong người rồi thì những cái triệu chứng nó cũng sẽ nhẹ đi. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành y tế yêu cầu các đơn vị thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình dịch bệnh bạch hầu trên toàn quốc, đặc biệt là các tỉnh lân cận để chủ động phương án ứng phó, xử lý. Đặc biệt cùng với thực hiện tiêm vaccine phòng bệnh, người dân cần chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh phù hợp. Hiện nay thì Lào Cai thì chưa nghiện trường hợp mắc. Tuy nhiên là người dân chúng ta đầu tiên thì chúng ta phải làm cái biện pháp bảo vệ cá nhân trước, sẽ khỏi tiền nhanh chuyện là những biện pháp quan trọng nhất khi đến nơi mà thật đông người. Cái thứ hai là mình sẽ tạo cho môi trường sống nó sạch, thoáng, đảm bảo cái việc ăn chín uống sôi, đảm bảo dinh dưỡng cho cơ thể. Cái thứ ba là chủ động được việc tiêm vaccine. Cái dấu hiệu mà nghi ngờ bệnh thì đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời. Cùng với các biện pháp phòng bệnh, ngành y tế luôn sẵn sàng phương án đáp ứng nhanh, xử lý kịp thời nếu không may dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, khoản 1 điều 23 Luật Căn cước năm 2023 quy định trình tự thủ tục cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên được thực hiện như sau. Người tiếp nhận kiểm tra đối chiếu thông tin của người cần cấp thẻ căn cước từ Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cơ sở Dữ liệu Quốc gia, Cơ sở Dữ liệu chuyên ngành để xác định chính xác người cần cấp thẻ căn cước. Trường hợp chưa có thông tin của người cần cấp thẻ căn cước trong Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư thì phải thực hiện thủ tục cập nhật điều chỉnh thông tin vào Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư. Người tiếp nhận thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước. Người cần cấp thẻ căn cước kiểm tra ký vào phiếu thu nhận thông tin căn cước, người tiếp nhận cấp giấy hẹn trả thẻ căn cước, trả thẻ căn cước theo địa điểm ghi trong giấy hẹn. Trường hợp người cần cấp thẻ căn cước có yêu cầu trả thẻ căn cước tại địa điểm khác thì cơ quan quản lý căn cước trả thẻ căn cước tại địa điểm theo yêu cầu và người đó phải trả phí dịch vụ chuyển phát. Tiếp theo chương trình, từ hôm nay tỉnh Bắc Cạn đồng loạt tiêm vaccine phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Tháp Tokyo trở thành nơi tránh nắng của người Nhật Bản. Bắt đầu từ ngày hôm nay 12 tháng 7, tỉnh Bắc Cạn sẽ triển khai đồng loạt việc tiêm vaccine phòng chống dịch tả lợn châu Phi năm 2024 và kết thúc trước ngày 30 tháng 8. Việc thực hiện tiêm phòng được ưu tiên theo thứ tự từ các thôn, xã chưa có bệnh dịch tả lợn châu Phi đến các xã phường, thị trấn đã công bố hết dịch và địa bàn các thôn chưa có dịch thuộc các xã đã công bố dịch nếu hộ dân có nhu cầu. Hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi được lựa chọn sử dụng một trong hai loại vaccine đã được cấp phép lưu hành. Chi cục chăn nuôi và thú y sẽ cử cán bộ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ xử lý sự cố trong quá trình tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu Phi. Tính đến ngày 10 tháng 7, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 3.188 hộ dân của 98 trên 108 xã thuộc 8 huyện, thành phố của Bắc Cạn, làm 15.629 con lợn chết, tiêu hủy với khối lượng hơn 591.000 kg. Đã có khoảng 600 tỷ đồng vốn vay với lãi suất từ 1,2 đến 4,4% được giải ngân thông qua Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa. Đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Quỹ thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các hoạt động cho vay, tài trợ vốn và hỗ trợ tăng cường năng lực. Thông qua quỹ, doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay vốn với mức lãi suất ưu đãi luôn thấp hơn các ngân hàng thương mại nhà nước và được giữ cố định hoặc giảm lãi suất nếu chính sách thay đổi trong suốt thời gian vay. Hiện lãi suất cho vay ngắn hạn là 1,2% một năm, lãi suất cho vay trung hạn 4,4% một năm, lãi suất cho vay dài hạn là 4,4% một năm. Qua đó giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thêm nguồn lực tài chính, đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Thông qua việc ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng nước hay sử dụng năng lượng tái tạo, doanh nghiệp sản xuất xanh đang cho thấy nỗ lực không ngừng trên con đường phát triển bền vững và đến gần hơn với người tiêu dùng. Gần 500 con bò của trang trại này được nuôi dưỡng, vừa để lấy thịt, vừa cung cấp nguồn chất thải làm thức ăn cho chuồn quế. Sản phẩm từ khu nuôi chuồn quế sẽ được sử dụng như phân bón hữu cơ cho khu vườn dược liệu hàng chục hecta gần đó. Ngay từ những ngày đầu tiên, chúng tôi đã áp dụng cái quy trình ISO hoặc là đã hướng đến cái nhà máy. Hiện tại chúng tôi đã xây dựng được cái nhà máy sản xuất cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt cái chuẩn GMP.
Không chỉ đòi hỏi sản phẩm sản xuất từ các nguyên liệu tự nhiên, an toàn với sức khỏe, người tiêu dùng còn quan tâm đến cả tính bền vững, thân thiện với môi trường. Các mô hình sản xuất xanh như sử dụng điện mặt trời, tái sử dụng nước, tái chế góp phần tạo chỗ đứng vững chắc cho sản phẩm trên thị trường. Tự động hóa và sản xuất như vậy thì chúng tôi cũng là tiết kiệm được 50% cái nước sử dụng trong quá trình sản xuất và giảm đi 50% cái rác thải. Sản xuất xanh không chỉ mất thời gian, quá trình chuẩn bị dài mà còn đòi hỏi doanh nghiệp phải có quyết tâm cao, đặt lợi ích của người tiêu dùng, của cộng đồng lên trên hết. Doanh nghiệp cần có tài chính để mà đầu tư ban đầu, bởi vì để mà thu hồi vốn rất là chậm. Nhà nước có thể hỗ trợ cái gì nhất là miễn thuế hoặc là giảm thuế thật nhiều cho những doanh nghiệp mà làm về cái định hướng xanh, có cái sự giảm phát thải. Theo kịp xu hướng toàn cầu, doanh nghiệp Việt đã tích cực bắt tay vào hành trình sản xuất xanh, giảm phát thải, sử dụng nguyên liệu tái chế, tuần hoàn. Để hành trình xanh hóa của doanh nghiệp không đơn độc, rất cần sự hỗ trợ kịp thời của nhà nước, vừa khuyến khích doanh nghiệp, vừa tạo nên những giá trị bền vững cho hàng sản xuất trong nước. Chương trình tiếp tục với những thông tin thời sự quốc tế. Ngày 11 tháng 7, bên lề diễn đàn nghị viện nhóm BRICS, Tổng thống Nga đã gặp Chủ tịch Quốc hội Iran, trong đó hai bên nhấn mạnh quan hệ hợp tác song phương sẽ tiếp tục phát triển. Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Nga đã đánh giá cao quan hệ với Iran, nhấn mạnh hợp tác hai nước sẽ tiếp tục phát triển dưới sự lãnh đạo của Tổng thống đắc cử Iran. Ông cũng đánh giá cao đóng góp của Iran trong khối BRICS. Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định nước này quyết tâm tăng cường quan hệ với Nga, cũng như tham gia các dự án trong khuôn khổ các tổ chức như BRICS. Ông nhấn mạnh cùng nhau, Iran và Nga sẽ vượt qua các thách thức. Ngày 11 tháng 7, Ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 lên án việc Israel mở rộng các khu định cư ở bờ Tây đang đi ngược lại với mục tiêu hòa bình. G7 nêu rõ, nhóm này cùng Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu lên án tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Israel mới đây, hợp pháp hóa 5 đồ điền tại bờ Tây, đồng thời bác bỏ việc Israel tuyên bố quyền sở hữu hơn 1.200 hectare đất tại đây. Các ngoại trưởng cũng chỉ trích Israel thành lập 3 khu định cư mới, khẳng định động thái này không phù hợp với luật pháp quốc tế. Cùng ngày, chính phủ Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với một số phần tử cực đoan Israel do bạo lực đối với người Palestine, trong đó có áp đặt hạn chế tài chính đối với một số tiền đồn định cư tại bờ Tây. Apple sẽ mở hệ thống thanh toán di động chạm cho các đối thủ cạnh tranh, chấm dứt cuộc điều tra kéo dài 4 năm của Liên minh châu Âu-EU có thể dẫn đến khoản phạt nặng cho nhà sản xuất iPhone. Theo thỏa thuận với EU, việc Apple mở hệ thống thanh toán di động chạm sẽ có hiệu lực trong 10 năm. Hiện có hơn 3.000 ngân hàng và nhà phát hành tại châu Âu đang cung cấp dịch vụ Apple Pay. EU hoan nghênh quyết định của Apple, cho rằng từ nay trở đi, các đối thủ sẽ có thể cạnh tranh hiệu quả với Apple Pay trong lĩnh vực thanh toán di động bằng iPhone tại các cửa hàng. Nhờ vậy, người tiêu dùng sẽ có nhiều lựa chọn ví di động an toàn và sáng tạo hơn. Ít nhất 6 người đã tử vong do bị sốc nhiệt tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản khi nước này đang phải hứng chịu đợt nắng nóng hiếm hoi vào giữa mùa mưa. Thời tiết nóng ẩm đã khiến người dân phải sử dụng những nơi trú ẩn làm mát mới được thiết lập xung quanh thủ đô, bao gồm cả tại điểm du lịch nổi tiếng tháp Tokyo. Các nơi trú ẩn là những cơ sở công cộng như trung tâm cộng đồng hoặc thư viện được trang bị máy điều hòa không khí. Đây là một phần của kế hoạch mới yêu cầu các chính quyền địa phương cung cấp cho người dân nơi tránh nóng. Hôm 9 tháng 7, chính quyền Nhật Bản đã cảnh báo về nguy cơ say nắng ở Tokyo và các khu vực phía đông và phía tây của thành phố, đồng thời kêu gọi người dân tránh hoạt động thể chất quá sức. Bản tin dự báo thời tiết cho các khu vực trong tỉnh. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm về sáng trời lạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông. Trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm trung bình trên 85%.
Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về thời tiết trong tỉnh đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.